Không chỉ lũ ống, lũ quét mà ở khu vực miền núi Quảng Nam giờ đang đối mặt với một hiểm nguy vô cùng lớn, đó là hiểm họa sạt lở núi. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, địa bàn 6 huyện miền núi cao đã xảy ra hàng trăm vụ sạt lở lớn nhỏ, làm chết, bị thương, mất tích hàng chục người. Nhiều ngôi làng vùng cao vĩnh viễn bị xóa sổ, thiệt hại vật chất lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ở rừng, diện tích rộng lớn, song giờ tìm một nơi thật sự an toàn, tránh xa hiểm họa sạt lở núi thật không phải chuyện đơn giản. Đây là những hình ảnh đồng nghiệp chúng tôi ghi lại vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, ngay tại trung tâm huyện Bắc Trà My, xảy ra một vụ sạt lở núi kinh hoàng, đã làm sập đổ một ngôi nhà, bốn ngôi nhà khác nằm trong nguy cơ sạt lở, một người bị thương nặng, hàng trăm hộ dân xung quanh rơi vào cảnh hoảng loạn, phải tháo chạy khỏi nơi ở cũ. Thế đứng đứng hay nói chuyện văn hòa cái nghe ầm xuống hay chị em mà kéo leo lên có ui cái ngáo lẹ thám Phước đội má của trời tới cái họ Phước bị thương rồi ráng trừ thì có ngon điện rồi theo cứu đi thấy má đổ lại hết cái mạc mà nhanh lắm tất tét là không mình không có nghĩ được không quá nhanh đi mà cái lúc nó bò công là trả được cái đường dây điện là 35 kV là nó đập thẳng vô răng mạc mình đó mà mình không biết là ở chỗ nào hết đó, là nó giật là đây mình quăng khúc thôi đó. Là biết chừng nữa đó chứ còn mà hầu nữa là họ biết cái chi nữa là chịu chết. Một năm trước, nhiều vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở các huyện Phước Sơn, Nam Trà My đã làm chết, bị thương, mất tích 44 người. Nhiều ngôi làng của đồng bào vùng cao hoàn toàn bị xóa sổ. Cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số luôn bị ám ảnh bởi hiểm họa sạt lở núi. Và đến nay, việc khắc phục hậu quả thiên tai sạt lở núi vẫn còn nhiều khó khăn. Lũ rồi đá đất nước lũng xuống từ trên kia mà tới chân này tất cả rồi tôi chạy anh em bà con rồi con cháu chết hết rồi chưa tìm thấy được phải đi chỗ khác mà ngay bây giờ chỗ này thì thấy nguy hiểm lắm không dám ở chỗ này bây giờ hắn tụt cái đặt này bây giờ thì là hắn bay luôn cái nhà mà phá rừng nhiều mà hắn cái từ hồi xưa kìa không phải là mới bây giờ họ khai thác gỗ trong rừng thứ ba bây giờ họ làm vàng bây giờ thì là cho mồ là cũng làm vàng nhiều quá thứ tư bây giờ thì là họ đập là thủy điện lớn quá nói chung bây giờ thì là cá là cái sông lớn bây giờ thì đều có thủy điện hết tôi sợ là nguyên nhân là nước lặng thâm ở dưới đất rồi mà trời mưa thì bây giờ thằng lại tụt xuống. Những đúc kết nhìn nhận của già làng Hồ Văn Xuyên về sạt lở núi có thể chưa hoàn toàn đầy đủ song đó cũng là những hậu quả nặng nề mà thiên tai sạt lở núi đã gây ra cho người dân vùng cao Quảng Nam. Nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nhiều gia đình ly tán, nhiều thiết chế văn hóa bị hư hỏng, nhiều bản làng bị xóa sổ hoàn toàn. Hạ tầng dân sinh đầu tư hàng trăm tỷ đồng, phút chốc bị vùi sâu dưới đống đất đá. Để khắc phục tình trạng này, không phải trong một sớm một chiều. Cái việc mà sạt lở đất nó dậy xảy ra trên suốt tuyến và cái khối lượng sạt lở rất lớn, các cái nhà cửa của người dân cũng bị hư hỏng rất là nặng nề, rất nhiều nhà đã không còn, gần như mất hẳn. Các công trình về nước sạch, về điều kiện sản xuất của người dân cũng bị là tàn phá nghiêm trọng và gần như là bị xóa sổ. Qua cái việc sạt lở lần này thì sẽ có một cái cuộc họp để bàn về vấn đề đảm bảo phát triển dân sinh, đảm bảo phát triển hạ tầng khu vực miền núi như thế nào để ổn định lâu dài, có thể thích ứng được với cái tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu đang ngày càng khốc liệt như hiện nay. Trong khi việc khắc phục hậu quả của những vụ sạt lở núi năm 2020 chưa xong, thì nay tại các huyện miền núi Quảng Nam lại liên tục xảy ra những điểm sạt lở mới, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng ngàn hộ đồng bào thiểu số, cũng như các công trình phúc lợi dân sinh. Trời đã ngớt mưa, xong. Hơn 200 em học sinh và gần 30 giáo viên trường mẫu giáo Trà Leng vẫn không dám quay về điểm trường của mình. Bởi hiện trường của vụ sạt lở hôm cuối tháng 11 vừa qua vẫn còn nguyên vẹn và ở ngay sau lưng, quả núi này vẫn trực chờ đổ ập. Tới mưa là mấy cô thấy cái sạt xuống mà lại trôi ra cái nước đục đục đó. Rồi mấy cô cho mấy đứa học sinh nghỉ, điện cho phụ huynh rồi cho con em về, cho phụ huynh dắt con em về và mấy cô cũng di dời. Thì ban đêm mưa gió thì chắc không dám ngủ, vẫn di dời qua bên Tôn Hiền, mấy cô ngủ đỡ nó, ngủ tạm. Cách đó không xa là trường tiểu học Trà Leng, thầy và trò nơi đây cũng đang thấp thỏm lo sợ. Bờ kè chống sạt lở gần 600 triệu đồng vừa được xây dựng xong hồi đầu năm,
qua hai cơn mưa lũ lớn hồi tháng 11 vừa qua đã cuốn trôi toàn bộ công trình nhà ở, khu ăn của học sinh, nhà công vụ giáo viên và dãy nhà hiệu bộ đang đứng trước nguy cơ đổ sập xuống dòng sông Leng. Để đảm bảo được cái tài sản cũng như là cái tính mạng của thầy cô giáo thì đơn vị trường cũng rất mong là chính quyền địa phương, không riêng gì quyền nhưng mà tỉnh cũng cần sớm để mà cấp kinh phí về để mà cài sớm. Tại vì nếu không cài sớm thì cái nó ảnh hưởng đến khi sạt lở thì cái trường này nó sẽ không còn. Tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, qua các trận mưa lũ năm 2021 đã xuất hiện nhiều điểm nguy cơ sạt lở lớn. Trong đó tại các xã trọng điểm như Trà Leng, Trà Vân, Trà Cang, Trà Đốc, Trà Ca, thị trấn Trà My, hàng ngàn hộ đồng bào thiểu số đang gặp khó khăn khi hàng ngày phải sống trong nỗi lo sợ sạt lở núi. Các sông suối trên địa bàn Nam Trà My nó có nguy cơ sạt lở rất là cao. Nó ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư. Do đó mà phải đầu tư một cái nguồn kinh phí lớn để xây dựng các bờ kè để làm sao để đảm bảo an toàn các khu dân cư để người dân có cuộc sống ổn định lâu dài. Đã hỗ trợ kinh phí để đầu tư một số tuyến giao thông tránh những cái tuyến mà không thể kè chống sạt lở được để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại và hỗ trợ kinh phí để xây dựng một số tuyến kè thiết yếu đối với những vùng mà chúng ta không thể di dời dân được. Theo bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, tỉnh Quảng Nam có 93 khu vực có trọng điểm về sạt lở. Song thực tế thì những xã, thôn, nóc có nguy cơ sạt lở phải lên đến con số hơn 100 điểm. Hiểm họa sạt lở núi vẫn đang ngày đêm đe dọa đời sống của bà con vùng cao bởi tình trạng biến đổi khí hậu vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên quy mô toàn cầu. Bà con dân tộc thiểu số lâu nay ở núi tưởng chừng rất rộng, song để tìm một nơi ở thật sự an toàn vẫn luôn là một bài toán khó. Những cái vùng mà sạt lở mà tập trung ở trong cái 9 huyện miền núi của mình, trong đó những cái huyện mà có thể nói là trọng điểm như Nam Trà My này, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, tức là những cái huyện miền núi thì chúng ta thấy là độ dốc địa hình rất là lớn. Và những cái điểm mà độ dốc địa hình mà trên 25 độ thì nguy cơ sạt lở là rất là lớn. Và nguyên nhân về thảm phủ rừng, chất lượng của thảm phủ và nguyên nhân về các cái hệ thống cơ sở tầng, đường giao thông, việc bố trí dân cư nó cũng ảnh hưởng rất là lớn trong cái vấn đề mà gia tăng những cái gây ra sạt trượt đối với khu vực núi. Làm gì để thích ứng đối phó với hiểm họa sạt lở đất luôn là một bài toán mà chính quyền tỉnh Quảng Nam đang tìm lời giải. Cùng với sự vào cuộc đánh giá của các nhà khoa học, thì Quảng Nam đang quyết liệt triển khai quy hoạch sắp xếp dân cư, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, tiến hành quy hoạch trồng rừng cây bản địa. Chỉ có những giải pháp căn cơ như thế mới là cơ sở để chống chọi lại họa sạt lở đất ở miền núi hiện nay. Thôn Tư, xã Giang, huyện miền núi Tây Giang, đây là nơi sinh sống của hơn 200 hộ đồng bào Cơ Tu. Từ năm 2016, khi chuyển về mặt bằng mới, quy hoạch bố trí xa đồi núi, xa sông suối, cuộc sống của bà con đã không còn lo sạt lở. Trong hai năm 2020 và 2021, khi nhiều nơi ở Quảng Nam xảy ra sạt lở, vùi lấp chết người, xóa sổ làng bản, thì những bản làng định cư ở huyện Tây Giang vẫn rất kiên cố, vững chắc. So với làng cũ thì ở đây thì nó tốt hơn gấp đôi, nên là tiện có đường xá, đồ vật là đỡ bớt cho nhân dân. Thì toàn bộ mặt bằng dân cư ở trên địa bàn của huyện, 63 thôn trên 115 cái mặt bằng dân cư thì gần như là đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi không có thiệt hại về người. Đây là một cái kết quả cũng như là một cái sự cố gắng của địa phương, nhất là những cái huyện miền núi cao. Đến nay, khu vực 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã tiến hành sắp xếp di rời gần 7.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn, tổng vốn thực hiện hơn 350 tỷ đồng. Riêng trong năm 2021, có gần 500 hộ được sắp xếp di rời về nơi ở mới. Xây dựng những bản làng định cư bền vững, kết hợp hai yếu tố khoa học và kinh nghiệm thực tế, đó là hướng đi mà Quảng Nam đang triển khai quyết liệt. Cách làm này sẽ góp phần xây dựng những bản làng vùng cao an toàn, không lo sạt lở, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn cho đời sống người dân vùng cao để bà con vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đó cũng là cách căn cơ nhất để chống lại hiểm họa sạt lở đất ở miền núi Quảng Nam hiện nay. Với một địa phương thường xuyên hứng chịu những đợt thiên tai rồi sạt lở núi, mưa lũ gây cô lập, tắc đường dài ngày, những năm gần đây tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó, trong đó phương châm 4 tại chỗ được phát huy rất tốt.
nhất là việc huy động phương tiện tại chỗ để sẵn sàng thông tuyến, mở đường, được coi là cách làm hiệu quả nhất hiện nay ở vùng cao Quảng Nam. Đây là điểm sạt lở nặng nhất trên tuyến đường Trà Linh - Măng Lủng của huyện Nam Trà My. Thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt, trời vẫn tiếp tục đổ mưa, song công tác khắc phục vẫn rất khẩn trương. Nhờ có xe máy múc tại chỗ của đơn vị thi công, nên mưa ngớt đến đâu thì công tác khắc phục thông tuyến được nhanh chóng triển khai đến đó. Tất cả các đơn vị đã cùng phối hợp với nhau để tiến hành mà thực hiện cái việc mà đảm bảo giao thông bước một, cho nên từ đó dẫn đến cái việc mà sau khi mà đường bắt đầu dứt mưa thì còn cho các tuyến đường ở trên địa bàn huyện cơ bản đã tạo điều kiện cho bà con đi lại để được thông thương. Trước đây khi mà chưa phân công nữa, các công ty đứng điện thì có thể ách tắc chia cắt 2-3 ngày, thậm chí là khoảng 4-5 ngày. Từ khi mà có cái khối lượng đất đá quá lớn thì cũng khoảng tầm 1-2 ngày là đã thông tuyến cho bà con để đi lại, có bản là thuận lợi. Mỗi một mùa mưa lũ đi qua, khu vực miền núi Quảng Nam lại gồng mình với công tác khắc phục. Nặng nề nhất là cơ sở hạ tầng giao thông với kinh phí khắc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Song chính nhờ vận dụng phương tiện tại chỗ như thế này, không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí sửa chữa mà còn giúp cho giao thương hàng hóa đi lại nhanh nhất, giúp người dân vùng cao không còn chịu cô lập tắc đường dài ngày. Huyện phải trích dự phòng ngân sách gần 500 triệu đồng để tổ chức thông tuyến, đảm bảo giao thông cho nhân dân đi lại đến các xã vùng cao của huyện. Phương án khắc phục và thông tuyến thì đã được Ủy ban nhân huyện ban hành từ tháng 7 năm 2021 này. Trong đó có thể hiện rõ các quan điểm 4 tại chỗ và sử dụng lực lượng, phương tiện của các đơn vị thi công đang đóng chân trên địa bàn, trong đánh ra ngoài đánh vô, hoặc là huy động các cái phương tiện của các doanh nghiệp khác để làm sao là thông tuyến nhanh nhất. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Trung ương, thì năm 2021, mặc dù vừa tập trung khắc phục hậu quả của thiên tai sạt lở núi hồi cuối năm 2020, rồi liên tiếp đón nhận những cơn bão lũ, song nhờ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, từ việc quy hoạch sắp xếp dân cư, dự trữ lương thực, phương tiện tại chỗ, rồi trồng các loại cây bản địa, Quảng Nam đã ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu, không để xảy ra những thảm họa đau lòng như hồi cuối năm 2020. Ý thức của người dân về phòng chống thiên tai đã được nâng cao đáng kể. Với cái chủ động trong năm 2021 như vậy, tỉnh Quảng Nam cũng vui mừng là số người chết, số người bị thương là không đáng kể. Cái thứ hai nữa là cái thiệt hại về con người như vật chất được giảm thiểu tối đa. Cái thứ ba là với cái chủ động phòng chống như vậy, cái kết quả đem lại vậy thì cái người dân cũng tự tin hơn vào cái việc sinh sống cũng như sản xuất cho cái mùa vụ đông xuân tiếp theo. Thì tôi cũng kiến nghị Trung ương, thứ nhất á, là nên có một cái chương trình tổng thể về phòng chống thiên tai của quốc gia, và đặc biệt là miền Trung, vì miền Trung của Việt Nam thì thường xuyên ảnh hưởng về cái biến đổi khí hậu và cực đoan của khí hậu, và cái yếu tố bất ngờ rất lớn. Chính vì vậy mà rất mong muốn có một cái chương trình quốc gia về phòng chống thiên tai. Năm 2021, mặc dù đứng trước sự biến đổi khốc liệt của khí hậu, thiên tai tàn phá, song nhờ chủ động các giải pháp ứng phó như xây dựng những bản đồ cảnh báo sạt lở đất trên quy mô toàn tỉnh, chủ động triển khai có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân trong ứng phó với thiên tai sạt lở núi. Nhờ đó, Quảng Nam đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang tiến hành di dời sắp xếp 10.000 hộ dân miền núi và xây dựng 10.000 nhà chống lũ an toàn. Đó được coi là giải pháp căn cơ nhất trong chủ động ứng phó với thiên tai.